Batin là đang chuẩn bị học bài này. Đấy, bây giờ bố hỏi Batin nhá. Nào, bên đây nào, xem nào. Batin học bài này còn. Ở đâu, đâu, học bài đâu? Bây giờ bố hỏi nhá. Số chữ gì đây? Chữ E. Chữ E rồi đấy. Ok, chữ E. Số chưa? Hả? Nào, học bài tiếp nào. Rồi, đâu? Chữ A. Đây, chữ gì? Chữ A, giỏi quá. Rồi, tiếp tục. Chữ Y. Chữ Y rồi. Úi giời, từ. Rồi. Chữ Z. Rồi, giỏi quá. Số 2, đây số 2, giỏi quá. Dấu cộng nhé. Chữ cơ, đúng rồi, chữ cơ. Chữ cơ. Rồi, đâu? Chữ cơ, đây chữ cơ. Đấy, là tin rồi. Chữ cơ tiếp này, chữ cơ này. Số 16, ây dồi, gọi quá. Chữ hơ, đây chữ hơ, thế nhỉ. Rồi, tiếp tục nào. Mười, đây. Rồi. Số 10 giỏi đấy. Rồi, tiếp tục nào. Chữ Y. Rồi, đúng rồi, chữ Y. Số 13. Rồi. Chữ Á. Ôi giời, chữ Á. Chữ Ư. Chữ Ô. Giỏi quá. Chữ O. Số gì đấy? Số 20. Số 20, đúng rồi. Chữ cá. Ôi giời, giỏi quá. Chữ y dài đây, đúng rồi, chữ y dài đây. Chữ y đúng rồi, chữ y. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục nào. Số 20 đúng rồi, số 20. Ok. Chữ tơ đây. Chữ E. Ok. Chữ K. Chữ E. Ôi giời, giỏi quá nhỉ. Số 18. Số 18, ok. 8. Số 8, ok. Chữ T, ok. Số 14, ok. Chữ M, ôi giời, giỏi thế nhỉ. Chữ N, rồi, giỏi thế. Chữ M, ok. Chữ B, đúng rồi. Số 4, đúng rồi, số 4. V. Chữ V, đúng rồi, chữ V. Chữ Z, đúng rồi, chữ Z. Số 15. Số 15, đúng rồi, 15. Chữ Z. Chữ D. Đây này, chữ D. Chữ D. Rồi, được rồi, chữ D rồi. Chữ A. Dạ. Đấy. Số 7. Số 7, đúng rồi. Úi giời, số 7 ném luôn. Cơ. Chữ cơ, đúng rồi. Chữ vơ, rồi, ok. Số nhân. Số nhân. Chữ A. Số nhân, chữ A, rồi. Chữ ớ. Chữ ớ, đúng rồi. Chữ bơ, rồi, ok. Số 5, ok. Số 17, ok. Chữ á, ok. Số nhân. Số nhân, rồi, ok. Số 19, ok. Chữ á, ok. Chữ gơ, ok. 8. Số 8, ok. Chữ quơ, ok. Đẹp bê xiu, ok. Chữ gơ, ok. Chữ sơ, ok. Số 3, ok. Số 11, ok. Chữ lơ, ok. Chữ lơ. Ôi, chữ lơ, chữ lơ, ok. Hết rồi. Giỏi quá, ôi giời, một giờ mai. Hoa nô, chúc mừng Martin. Đổi ra tiếp.
Đổi ra tiếp, đổi ra tiếp, đổi ra tiếp. Học tiếp à? Học tiếp. Học tiếp á? Học tiếp á? Bắt tin học tiếp à? Học tiếp dạ. Học tiếp nhỉ. Bắt tin học tiếp, bắt các bác này, bắt tin học tiếp này. Đấy, 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 đấy. Đấy, rồi. Chữ cơ. Chữ cơ, ok, chữ cơ. Số 8. Số 8, ok. Chữ G. Ok. Số 20. Số 20, ok. 20 đây. Tiếp tục. Đi tiếp tục. Đây, rồi. Rồi, tiếp tục nhỉ. Nhiều thế nhỉ. Học 5 phút nữa nghỉ nhỉ. Cũng mệt lắm rồi. Cũng mệt lắm rồi. Số 19. Số 19, ok. Số 18. Số 18, ok. Chữ G. Chữ G, ok, đúng rồi. Chữ 2. Số 2, ok. Chữ S. Chữ S, ok. Số 14. Số 14, ok, đây, 14 đây, ok. Chữ O. Chữ O, ok. Chữ E. Chữ E, ok. Số 20. Số 20, ok. Số cộng. Số cộng, ok. Chữ O. Chữ O, ok. Số gì? Số 16. Số 16, ok. À, tiếp tục. Ngồi lên, ngồi lên. Nhiều lắm nhỉ. 7. Số 7, ok. Số 7. Số 7. Ok. Chữ U. Chữ U, ok. Chữ U rồi. Chữ U. Tiếp tục nào. Chữ Ba ba. Bà tin học tiếp nào. Đang tìm bài đây. Chữ E. Ta tin giỏi là. Chữ E. Chữ E, ok, chữ E. Chữ G. Đây, chữ G, ok. Chữ B. Chữ M, ok. Chữ S. Chữ D, ok, chữ D. Chữ D. Chữ D, D. Ok. Chữ B. Chữ B, ok. Chữ K. Chữ K, ok, chữ K. Số 20. Ở đây số đến gì đấy? 10, ok. Đẹp bê diêu. Đúng rồi. Chữ Y dài. Chữ Y dài, ok. Chữ B. Chữ B, ok. Số chia. Số chia, ok. Chữ H. Chữ H, ok, chữ H. Số 4. Số 4, ok. Số 5. Số 5, ok. Chữ O. Chữ O, ok. Đáng quá nhỉ. Tiếp tục. À, tiếp tục, tiếp tục. Chữ Ư. Chữ Ư, ok. Chữ T. Từ từ, chữ Mận, chữ N, ok. Chữ E. Chữ E, ok. Chữ T. Chữ T, ok. Số 17. Số 17, ok. Số 17, ok đây này. 10. Số 10, ok, số 10. Chữ A. Chữ A, ok. Số 15. Số 15, ok. Tiếp tục. Số K, chữ K. Chữ K. Chữ K. Đây đây, chữ gì? M. Chữ M, ok. Trời. Đây, chữ M, ok. Chữ M, ok rồi. Tiếp tục cái dấu gì đây? Số nhân. Số nhân, ok. Đói. Vào không ạ? À? Đi. Rồi. Rồi. Ra rồi, để muốn nào thôi. Rồi, tiếp tục nào. Tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục, tiếp tục. A. Rồi, đây. A, á, đúng rồi. A, á, rồi, ok, á, á, đây rồi. Cô chạp pha rồi. Rồi. Chú ở cô chạp pha rồi. Rồi. Nào, tiếp tục nào. A, V, số 14. A, V, số 13. Nhiều thế, nhanh thế, bố không kịp đếm. Không kịp đếm, 13. 13. Chữ A. A, ok. Chữ T. Đây đây, chữ gì? Chữ V. Chữ V, ok. Chữ L. Chữ L, ok. Wow, rồi, chữ gì? Chú Y dài. Ok. Chữ gì? Chú C. C, ok. Rồi, tiếp tục. Chữ gì đây? Chú S.
Rồi ok, chữ gì đây? Chữ Y. Rồi ok, chữ gì đây? Số gì đây? Số 8. Số 8 à? Số 8. Số 8, ok. Chữ gì đây? Chữ quờ. Chữ quờ, ok. Chữ quờ. Ok, chữ gì đây? Chữ tờ. Chữ tờ, ok. Chữ lờ. Rồi, số gì đây? Số 8. Ôi giời, dấu gì đây? Số 5. Ok. Chữ A. Rồi, chữ gì đây? Chữ Y. Số gì đây? Số 3. Rồi, chữ gì đây? Chữ bờ. Ôi giời, chữ gì đây? Chữ bờ. Rồi, chữ gì đây? Chữ A. Ôi giời, hết rồi. Rồi, hết rồi, chúc mừng. Ôi giời, bây giờ ít là yêu cả. Bố chơm bà, bố chơm bà. Chơm chơm bố, chơm bố. Rồi, thơm thơm lại, thơm lại. Ôi giời, ôi là hết rồi, lại học tiếp á. Ui, học thế thôi được rồi. Học thế thôi được rồi nhỉ. Học thế thôi nhỉ. Cái này học thế thôi nhỉ. Hả? Để tiếp tục á. Học thế thôi. Số 20. Rồi, học thế thôi, học nhiều nữa mệt. 20 rồi. Chữ bờ. Chữ mờ rồi, ok. Chữ U. Ui giời, học vừa vừa thôi. Chữ U, đấy rồi, đúng chữ U rồi. Chữ N, chữ M, ok, đây. Chữ ca. Từ bố tìm nó, ôi, ngồi lên. Nhiều thế nhỉ? Chữ ca. Rồi, ok, chữ ca. Rồi, ok. Chữ nhớ nhân. Chữ sơ. Chữ sơ, đúng rồi, chữ sơ. Chữ 16. Chữ 16, ok. Chữ E. Chữ E, ok. Số chia. Số chia rồi, chữ đây. Chữ E. Ok. Số 14. Ok, giỏi thế nhỉ. 10. Ok. Chữ giấy. Chữ A. Ok. Chữ sơ. Ok. Chữ cơ. Rồi, chữ đây. Chữ cơ. Số 15. Ừ, đây. Số 2. Ừ, chữ đây. Chú cơ. Nhanh thế nhỉ. Chậm tôi. Thôi đây. Chú băm. Chú cơ. Chú tơ. Úi dồi. Chậm chậm thôi. Chú dơ. Số gì đây? Chú gì đây? Chú ớ. Chú á. Số gì đây? Số bơ bể. Ok. Chú cái gì đây? Chú bê diêu. Đệ bê diêu. Chú bơ. Chú bơ. Chữ gì đây? Chữ Y. Chữ đây? Chữ bờ. Chữ Y. Chữ gì đây? Chữ bờ. Chữ gì đây? Chữ tờ. Chữ gì đây? Ôi giời, chữ gì đây? Chữ tờ. Ôi giời ơi. Số gì đây? Số 8. Số 8. Số gì đây? 8. 8, ok. Số 19. Số 20. Chữ gì đây? Chữ A. Chữ gì đây? Chữ O. Chữ bơ. Chữ ơ. Chữ gì đây? Chữ ơ. Chữ gì đây? Chữ ca. Số gì đây? Số bê bơ. Ui chậm thôi con ạ. Chữ ư. Dạ. Chữ ơ. Chữ đây. Ui giời. Chữ cơ. Số gì đây? Số bê bể. Rồi. Rồi. Ok. Còn một rổ nữa nè. Chữ hơ. Ok. Chữ bơ. Ok. Chữ á. Rồi. Chữ cơ. Rồi. Chữ y dài. Úi dồi. Số 8. Số 13. Úi cười. Số 5. Rồi. Chữ y. Rồi. Chữ a. Úi dồi. Chữ. Số 3. Số 3. Chữ e. Rồi. Số cộng. Số cộng. Chữ cơ. À số cuối cùng là số gì? Từ từ. Số 4. Ô anh ơi, cả nhà học thuộc rồi, nhiều quá rồi, học thuộc rồi, học thuộc bài rồi, thôi học thuộc rồi. Đấy cả nhà này, ôi giời ơi, con chào các bác, chào cô bác chú. Rồi con yêu cả nhà nhiều. Chữ A rồi, không học nữa nhá, học thế thôi mệt lắm. À, con chào cả nhà nhá. Chúc cả nhà vui vẻ. Chúc cả nhà vui vẻ. Yeah. Hello.